chuyện chi vậy? Em về để nói lần cuối cùng với anh về chuyện chúng mình. Anh đã nói chúng mình ngày càng quá xa nhau rồi. Em khuyên anh về lại tiệm, còn em được ủy ban nhận về, em lại bỏ đi. Sau đó em lại muốn anh đi theo em lên vùng kinh tế mới. Tại sao suốt đời anh cứ đi theo em như vậy? Sao anh cứ cố ý hiểu sai chứ? Em nói anh về tiệm và việc anh về tiệm làm ông chủ nhiệm tổ hợp là hai chuyện khác nhau. Việc được nhận về quý ba và về đó để nhận công việc trái với ý muốn cũng là hai việc khác nhau. Vẫn cứ là em đúng, còn anh thì sai. Làm sao chúng ta sống với nhau được? Nếu anh vẫn làm thợ thì em sẽ không nói gì. Nhưng anh không thể làm chủ nhiệm được. Em nói rất là chân tình đó. Cô coi thường tôi đến như vậy thì tôi không còn gì để nói với cô nữa. Thời của cô đã hết rồi. Sao đã đổi ngôi rồi mà cô vẫn không hết cái giọng bà chủ với tôi. Cô không thấy cái tiệm nhà cô qua tay tôi, nó khác một trời một vực hay sao? Cô về tỉnh kêu gọi tôi, nhưng giờ để chính tôi kêu gọi cô nên sớm giác ngộ, rời khu kinh tế mới trở về đây. Tình trẻ đôi ta mới có cơ hội hàn gắn. Anh đã nói như vậy, em không còn biết nói gì hơn nữa. Em đành đi đường em. Anh đi đường anh. Nên như vậy. Nhưng tôi mong chúng ta vẫn là bạn. Bây giờ tôi đang thuận lợi, còn cô đang gặp nhiều khó khăn. Khi nào cần hỗ trợ, cô kêu một tiếng, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ như ngày nào. Chúng ta chỉ khác về quan điểm mà xa nhau, chứ tình cảm không sức mẻ gì cả. Em không bao giờ làm phiền anh nữa đâu. Nhưng em mong anh có đủ điều kiện để nuôi được ý định mãi giúp em ở trong lòng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh cũng vậy, uống rượu ít nghe. Cô ba, chị đừng giận em. Chị đâu có giận em. Em nên quan tâm chuyện sức khỏe em ba giùm chị. Nhớ đừng cho anh uống rượu. Em sẽ nghe lời chị. Em đi đi. Chúc anh tìm được hạnh phúc. Từ Hân đi rồi sao? Từ Hân! Từ! Từ! Ai đã gây chuyện cho cô buồn, cô cứ nói, tôi sẽ quay lại giải quyết với họ. Không có chuyện gì nữa.
chú thấy sao? Đám cưới của hai đứa cũng giống như sự tổng hợp của hạnh phúc chung và riêng một cách vẹn toàn mà mình đã có công vun đắp, đúng không? Ờ, mặt ba bay á thì hớn hở, còn ba thở rầu rầu. Tôi sợ niềm lạc quan của anh không đúng lắm đâu. Không đúng chỗ nào? Chú sợ hai đứa không hạnh phúc à? Tại sao họ đã Tư Hơn mất hết tài sản, phải lên vùng kinh tế mới làm lại từ đầu, rồi trở về kinh sát giàu có hơn trước, còn vợ chồng ba thợ nghèo vẫn còn nghèo. Anh có biết chính sách tổ hợp hồi đó của anh và ông Chính sai ở chỗ nào không? Chính sách của nhà nước sao chú bảo là của tôi? Thì chính sách của nhà nước, nhưng anh và ông Chính làm sai, không phải của hai anh thì của ai? Sai chỗ nào? Ở chỗ có những người như ba bay chỉ có thể làm thợ, anh lại bắt làm thầy. Những người như ba thợ không muốn làm thầy, anh lại bắt làm, cho nên hư bột hư đường hết rồi. Chú biết một mà không biết hai. Ngày xưa tôi và chú cũng nghèo khó, tay lắm chân bùn. Bây giờ tôi là trí thức, còn chú là chủ tịch. Tôi và chú cũng từ thợ mà thành thầy, đúng không? Ờ, nếu vậy thì anh đúng. Hai tổ hợp hớt tóc và nhà máy trà chỉ 8 năm sau khi anh đi thành phố, bắt đầu thời kỳ đổi mới. Vợ chồng Tư Hơn từ dùng kinh tế mới về mua lại hết. Chú ủng hộ à? Làm sao không ủng hộ? Hai tổ hợp đều eo uột ngoắt ngoải, không ra tập thể, chẳng ra tư nhân, cha chung không ai khóc, thay mấy đời chủ nhiệm vẫn không ra gì. Tất cả nhất trí bán lại cho chủ cũ lấy vốn chia nhau. Tập thể xã viên quyết định, ủy ban phải tôn trọng chứ sao? Tư Hơn ngon ha. Chú có điều tra kỹ nguồn gốc tài sản của cô ta không? Cả tỉnh đều biết, cần gì phải điều tra. Chỉ 5 năm trên vùng kinh tế mới An Đồng, ông bà Hai và Tư Hơn đã khai thác hàng trăm hecta đất quan trồng thơm, xen kẽ với đắp mô trồng xoài, cây hạp đất đều trúng lớn. Trong khi hầu hết dân lên đó trồng lúa đều sái đất sái nước, nhà Tư Hơn thu hút lao động thất nghiệp làm mướn. Nhờ vậy Tư Hơn trở thành chủ trang trại, vốn liếng tài sản phát triển gấp cả chục lần trước khi anh cải tạo người ta. Anh tính cải tạo lần nữa hả? Bây giờ mà còn cải tạo nổi gì? Tôi được giao nghiên cứu quy hoạch mặt bằng cho một vùng kinh sáng du lịch. Nhưng chú có tin quy hoạch một cách khoa học có thể đổi đời cả một vùng kinh tế không? Ai về đây cũng muốn dân kinh sáng tin điều gì đó, đến nỗi chúng tôi phải củng cố niềm tin bằng cách nhìn tận mắt, sờ tận tai. Ông ơi đây! Ông ơi đây! Giết người cướp của, hiếp dâm tham nhũng mới nhất đây! Buông chó! Dạ! Dạ hai ngàn. Bao mới đây, bao mới đây. Lại đây. Tất cả chồng báo này, con bán bao nhiêu tiền? Dạ, con không thấy bác năm với chú 10. Bác hỏi số báo trên tay con á, bán hết được bao nhiêu? Dạ, nếu con bán hết, con được là 20, cộng thêm tiền vốn là 60. Đưa hết đây, bác mua. Sáu chục nè, đi về nói với ba con, cho đi học, không giảm dí nữa, nghe chưa? Dạ, ba con nói học nhiều cũng không bằng tiền nhiều. Vậy con thích học hay tiền? Dạ thưa bác, con thích hết. Con giống hệt cha con, rồi con sẽ khổ. Cho chú báo này, về bán cho cha. Dạ, con cảm ơn bác.
Bom ơi, bom ơi, hạ nửa ra đây. Báo đi bà con ơi, báo đi. Chú nói thật đi, chú có muốn làm thay đổi số phận những đứa nhỏ như thằng Út không? Đẻ như vợ chồng ba thợ thì làm sao thay đổi gì nữa. Vậy mà tôi có cách. Có thể. Làm cán bộ quy hoạch nên mạnh quá ha. Còn hơn chúng độc đắc nữa. Ê, nó. Chú, có số 27 nè chú. Ngồi yên coi. Đúng là đỏ quy hoạch đen giá số. Cảm ơn chú. Kêu số đen sao vẫn mua hoài thì cũng giống như ái tình vậy thôi, chưa được thì bám hoài. Người ở huyện mà trình độ trơ trẽn cấp tỉnh á. Xong rồi đó. Cảm ơn nhiều nha. Khỏi cảm ơn. Anh còn chờ ai? Chờ anh hai em chứ chờ ai. Anh sẽ tặng cho em một món quà chắc chắn em sẽ thích. Tối nay qua kia xong chưa? Anh chờ. Tí giờ anh đến ghen hả? Không. Nè, anh với anh hai trúng bánh, đừng có quên em Út đó nghe. Nhất định rồi, anh với em là một. Dạ, cô Tư kêu con. Ngồi xuống đi con. Chút nữa cô nhờ con chở cô về nhà gặp bác Năm, tiện thể thăm ba má con luôn. Trước khi đi á, cô muốn hỏi con chuyện này, con ráng nói thiệt nghe. Dạ. Con có nghe bác Năm nói chuyện quy hoạch gì với ba má con không? Thưa cô, chuyện người lớn nói với nhau con cũng không để ý. Bác Năm có nói gì về việc tiệm hớt tóc và nhà máy trà từ tay ba má con lại về tay cô hết không? Bác Năm là ba má con, không giữ được hai tổ hợp. Nhưng ba má con đều nói, tại không làm được chứ không phải không muốn giữ. Bác Năm trách nhà con, sao vẫn cướp nhà hoài. Ba má con đều nói, hồi làm chủ nhiệm tổ hợp cũng chẳng giàu hơn. Bác Năm trách, bác đã trao cờ tận tay mà ba má con không biết phất. Bác có hỏi về công việc của con ở đây không? Thưa có, tụi con đều nói cô coi tụi con như con. Nhờ có cô, tụi con được học nghề rồi thành nghề, có công việc làm đỡ ba má nuôi các em. Con nói với bác Năm, con ước mơ sau này có tiền, con cũng mở được một tiệm giống như cô. Bác Năm nói, để được làm bà chủ hả? Vẫn là ông Năm cãi. Nè 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 nè, mấy đứa muốn quậy phải không? Ra hết sau vườn chơi. Dạ. Mấy năm về trước, nếu ở với cô Tư Hơn á, thì chú ba của con sướng cái thân rồi. Cô Tư giỏi giang, làm ăn khéo léo mát tay lắm. Cũng may á, là cô Tư không chấp. Ba con kể, đám cưới của cô chú rình rang nhất kinh sáng mà. Làm rình rang cũng là ý của ba con, chứ cả cô lẫn chú đâu có muốn.
Cả kinh sáng này, ai cũng biết chú ba với cô Tư Hơn thương nhau. Giờ quay qua cưới cô cái rụp. Đâu phải chuyện hay đâu mà làm lớn chuyện cho người ta cười. Nhưng cô chú cũng hạnh phúc chứ. Về nghĩa vợ chồng, cô chú ở với nhau như vậy là được. Nhưng về tình, cô biết chú ba khó mà quên cô Tư. Bây giờ còn thương không? Còn thương cũng giấu kỹ trong lòng. Nhưng tội nghiệp, cô Tư lấy chồng cũng không hạnh phúc. Chú Tám Thà là người hàng xóm trên vùng kinh tế mới. Chú là người chồng tốt, rất thương vợ con, nhưng chỉ lực điền, không biết làm ăn lớn. Nên giờ hai người như vợ chồng ngâu. Ba ơi, con chở cô Tư tới nè. Sao mà chị hay vậy? Em vừa kể chuyện chị với cháu Hạ thì chị tới. Mời chị vô nhà chơi. Tôi tới gặp con Hạ một chút thôi. Con chào cô. Bữa đó con về, cô rầy thằng Đồng một trận. Tại cái tội thô lỗ với con. Cô đừng có bận tâm, con không có để ý đến chuyện đó. Con bỏ qua cho nó. Cô cảm ơn. Nó tốt nghiệp đại học cách đây 3 năm và đã làm ở một công ty nước ngoài. Sao ảnh lại về đây làm thợ vậy cô? Từ một tai nạn giao thông trên đường đi công tác ngoài miền Trung, xe lăn xuống vực, nó bị chấn thương sọ não. Các bác sĩ nói cứu sống nó được là may. Khi ra viện, thần kinh nó không có bình thường. Nó ở thành phố thỉnh thoảng lên cơn khùng, không còn khả năng làm việc. Từ ngày đưa về đây, nó đỡ nhiều hơn rồi. Nay con mới biết về ảnh. Thật tội nghiệp. Cô chỉ nói cho con nghe thôi. Dạ, con hiểu. À, Hạ nè, ba có nói gì về cô với con không? Ba con có kể sơ. Đại để có thời, cô, chú Mười, chú ba và ba của con là người cùng thời với nhau. Nếu chỉ kể như vậy thì cô thấy ít đó. Khi nào rảnh lại cô chơi, con sẽ biết nhiều hơn. Mình về đi con. Lai à, chở cô về đi con. Dạ. Tôi về nha cô ba. Dạ. Cô Tư vẫn còn giận cô. Đủ từ đó, gạo thì cũng được, giảm 20% thì tốt cho chị. Cảm ơn Tư Tư. Tổ hợp nhà lúa chi của bà Tư Hơn à? Hồi trước của bà sao trở thành tổ hợp, rồi từ khi đổi mới lại trở thành của bà? Sao không bỏ đi tổ hợp đi? Ở đây hầu hết tổ hợp đều thành của tư nhân, nhưng chính quyền không cho phép giải tán tổ hợp, nên tất cả đều để bản vậy. Còn bà Tư thì nói để vậy để làm kinh nghiệm. Cô Tư. À đó hả? Đi chơi được nhiều chưa con? Con vừa đi theo biết du lịch trên sông. Trên đường về con thấy nhà máy trà của cô, con ghé vô. Đây là nơi mấy năm trước cô đã chia tay với Kinh Sáng đi lên vùng kinh tế mới à? Hôm đó hả? Chú ba thợ, cô ba ba và ba con đứng ở đây tiễn cô xuống ghe. Vô trước đi con. Dạ. Vòng này á là nơi ba con vận động cô đưa nhà máy trà và tiệm cắt tóc vào tổ hợp và vận động cô trở về ủy ban xã công tác. Em chào chị Hạ. Thưa cô Tư, thóc của thương binh xã hội tặng đồng bào nghèo vùng lũ lụt
có thư của chú Mười yêu cầu được giảm giá. Chị là gái, vợ của anh hay ớ, con chú Ba phải không? Dạ, tối hôm rồi em cứ gặp chị ở nhà ông bà già. Tại nhà đông quá, tôi không nhớ hết. Chị làm việc ở đây có tốt không? Dạ, được cô Tư thương nên công việc của em cũng đỡ. Nó ghi hàng xuất nhập và viết hóa đơn thanh toán. Đúng việc bá chồng nó làm cho cô ngày trước. Không chỉ giảm mà miễn hẳn tiền công cho họ. Nhớ nói cô Tư ủng hộ hoàn toàn việc cứu trận. Em chào chị. Hả? Sẵn đi, mua cho cô hai trái dừa xiêm nha. Dạ. Con cái chú Ba thợ làm đây hết á. Cái thằng ở trần mặc quần dài á, đuổi bóng cắn. Ừ. Còn cái thằng mà đang đứng ở máy thứ hai á, là thằng Năm. Kể cả tiệm cắt tóc, lẫn nhà máy trà, cô đã giúp đỡ công việc làm cho bốn người gia đình nhà chú Ba. Tất cả đều làm tốt chứ hả? Tốt chứ. Tụi nó đều ngoan và cũng khó. Như vậy, cải tạo cho người ba con làm là đúng hay sai? Cô thấy sự xáo trộn nào cũng có mặt phải mặt trái của nó. Ăn thua ở chỗ là mình biết tận dụng mặt nào mà thôi. Nếu cô đúng, đương nhiên ba con sai. Ba con là người rất tốt, rất giàu lòng thương người, nhất là với những người nghèo khổ, yếu thế. Con đã nói rồi. Mời chị Hảo nói. Cảm ơn em. Ngồi đây chơi đã. Em xin phép ra ngoài làm việc. Thưa cô cũng đi. Cô giúp con cái chú Ba có công ăn việc làm. Có phải do tình cũ nghĩa xưa? Ai nói mà con biết nhiều vậy? Thiệt tình, cho tới bây giờ cô vẫn thương chú Ba. Nếu được trẻ lại, sống lại đúng 5 tháng và hoàn cảnh trước đây, cô vẫn đưa nhà máy trà và tiệm hớt tóc vào tổ hợp, vẫn đi kinh tế mới ăn đồng, nhưng nhất định không để chú Ba rơi vô tay người khác. Cô yêu dữ dội vậy? Không lẽ cô chỉ sai làm và hối tiếc mỗi chuyện đó? Chỉ đúng một chuyện đó thôi. Tình yêu đồng đời, không ai khôn ngoan từng trải hơn ai cả, nên ai cũng có thể mắc sai lầm. Bây giờ thấy chú Ba cực khổ, cô như người có lỗi. Con cười gì? Nè, chớ có nghĩ bậy nha. Tụi tao tình cảm trong sáng chứ không có tùm lum như tụi nhỏ bây giờ đâu nha. Nhưng con cũng cười trong sáng mà cô. Chào chị. Chào anh. Nghe bà già nói chị đang ở đây, tôi qua để xin lỗi chị chuyện hôm rồi. Tôi cũng quên chuyện đó rồi. Nhưng từ hôm đó tôi vẫn rất áy náy. Chị thông cảm cho tôi. Tôi dân quê nên có những cư xử không phải. Con về nghe cô Tư. Cô ta khùng chắc. Con khùng quá thì có. Chị con nói bác chỉ thấy có một. Bác đã kể hết cô tốt nghiệp đại học, đã đi làm, phải về đây sau tai nạn giao thông. Nhưng ba đã cấm con, đừng có tiết lộ chuyện đó cho bất cứ ai, để giấu bệnh của con mà. Từ nay khỏi cần phải giấu. Dù sao con phải biết xử sự với con gái, không được nói dối nữa. Cảm ơn má. Đâu, quay lại ngay. Đâu, con nghe má nói không? Đâu, con điên hả? Con quên chân con đang đau sao? Không sao đâu, má yên tâm đi. Con phải gặp tổ, lấy lại lời nói dối. Con ơi! Đâu? Hồi còn làm chủ nhiệm tổ hợp hớt tóc á, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. So với đi hớt tóc dạo vậy thứ nào cực hơn? Ở trong tiệm, mưa nắng không tới đầu tới mặt thiệt. Nhưng lại mưa nắng trong lòng. Mở theo ông bà nội vì đủ thứ chuyện. Mình đói dài, anh em cũng vậy. Nó lại chửi mình không biết làm ăn. Còn đi dạo vậy, nếu làm hết 1, 2, 3, 8 cái đầu ở đây thì hôm nay 8 lần 2, 16 ngàn vô túi. Rồi nghỉ khỏe. Tối hứng thì ôm cây đần, không hứng thì khề khà với bản nhậu, sương sương rồi ngủ.
đi dạo thích ai thì làm, không thích thì xin lỗi. Nhưng đi hớt dạo cũng có ngày ế ẩm, còn ngày mưa thì ở nhà đói dài. Chú nói vậy là biết một mà không biết hai. Tôi sống từ hồi lọt lòng mẹ tới nay, bạc đầu trên đất kinh sáng này. Ai ưa hớt tóc tiệp, ai thích ngồi nhà chờ thằng thở hớt dạo này tới phục vụ, tôi đều biết hết. Ngày nào, lúc nào tới là hợp. Mùa mưa không đi xe đạp được thì đi xuồng. Hớt tóc mùa mưa còn sướng ở cái chỗ hớt xong chủ nhà bày đồ ra nhậu. Bao giờ kinh sáng còn giường còn rạch thì ba thở hớt dạo không sợ thất nghiệp. Nói vậy hơi khó nghe đó cha. Nếu đi dạo ngon hơn á, sao anh không cho con lại theo anh, lại chịu để đi làm á, ở tiệm tư hơn? Rõ ràng ở tiệm ngon hơn, anh bỏ đi á, là anh dạy. Tôi đang nói chuyện tinh thần, cha lại nói chuyện cơ chế. Chắc vì ông cái tiệm hớt tóc, cái nhà máy trà và cả cái trang trại trên An Đồng, tư hơn thoải mái hơn ba thở. Nói xấu người tình cũ nha. Rồi đủ đẹp đi ăn tiệc rồi đó cha. Chú hớt cho thằng nhỏ cái đầu đinh, sao cho cả tháng nó không gội cũng được. Thím và tất cả bà con này thông cảm, hôm nay ba tôi làm đủ ăn rồi, sáng mai tôi quay lại phục vụ tiếp, chứ bây giờ mấy ông bạn hậu đợn tôi đang chờ. Thông cảm đi, bà con để tóc trễ một ngày không về thêm bao nhiêu, nhưng tôi bỏ đời không chơi, đời hết ý nghĩa. Trời ơi, con đi kiếm ba muốn chết luôn. Về ngay đi ba. Đứa nào nó bị làm sao hả? Về lẹ đi, nhà mình trúng lớn vụ quy hoạch rồi. Quy hoạch gì? Chuyện đó tao biết rồi. Nhà mình đâu có ở phố mà dính líu. Bác Năm đã đổi đề án quy hoạch để giữ nguyên dãy phố cũ kinh sáng, nay bến đò và phố mới phục vụ du lịch sẽ vô ngay khu đất nhà mình. Má nói ba về tính chia lô sớm để bán. Dạ, con với thằng Hai dự họp tác động mạnh với bác Năm mới có kết quả như vậy. Về ngay đi chú. Chúc mừng anh ba đổi đời nghe. Nếu đúng vậy, anh nhường cho nhà tôi một lô với giá tình nghĩa để con gái tôi mở quán bán cà phê. Tin mừng sao coi bộ anh lo lắng vậy. Mấy bữa trước thấy Năm cãi về, tôi linh cảm rồi sẽ có sự thay đổi. Nhưng các anh ơi, xin giấy trời cho tôi mãi mãi là thợ hớt tóc dạo. Mỗi lúc nghỉ làm được ôm đàn chơi là sướng rồi, tôi đâu có mơ hơn. Chú ơi, sau này có xe hơi nhà lầu, chú ngồi đờ quanh năm có ai cản đâu. Với lại chú cũng phải nghĩ tới thím, các em và các cháu nữa chứ. Thôi ông cứ về, có chuyện gì vẫn mai tới tay, tội gì không nắm. Tối tụi tôi sẽ tới thăm. Nè, nhớ lúc phú quý, chớ quên bạn bè đó nghe. Dạ. Mình về chú ba. Ba lên thằng Năm mập, nó chở về trước đi. Để sao đạp con đạp cho. Cái sên nó bị khô, đạp nương nương, coi chừng bị tuột. Dạ. Tối mà anh nhớ qua tôi chờ nghe. Dạ. Con chào các. Con chào các bác. Chú yên tâm đi, chuyến này một bước lên ông lên bà, không chỉ hồi trước đâu. Cái xe cà tàng đúng là dục từ mấy năm trước giờ vẫn còn sử dụng. Không khép lại quá khứ này xuống kinh, ông già chẳng bao giờ chịu vươn tới tương lai.
Thời đại karaoke cần mẹ gì tới mày nữa chứ. Nhà dành cho khách ứng này, để hỏi lại coi, không lẽ chú ở sập sàn vậy? Ai đưa mới tới đó hả? Con chào chú. Dạ. Con chào chú. Ba con lên tỉnh chưa về hả chú? Ba con hẹn sáng nay mới về. Yên tâm đi, chú đã thu xếp chỗ ở cho hai cha con rồi. Mỗi người một phòng, ngó ra xong, được không? Dạ. Lối này. Phòng con đó. Nhà khách đẹp quá ha. Trong chợ á có khách sạn mini, nhưng ba con muốn tránh tiếng cán bộ biệt phái về ở nơi sang trọng nên đòi về ở đây. Với lại đây là chỗ cũ, có nhiều kỷ niệm gian khổ sau chiến tranh. Cảm ơn chú, con hiểu. Cần cái gì á cứ nói với chú ha. Dạ. Em về kèm mấy đứa nhà ra thu dọn cho chị nghe. Không cần thiết đâu, em cứ về đi. Giờ về tiệm làm, chiều nghỉ em sẽ qua với chị. Nếu cần em sẽ ngủ luôn ở đây cho chị khỏi buồn. Em đi nghe. Chú Mười, đi em con chú Mười. Mày vô trong đợi tao chút. Dạ. Có chuyện gì vậy cô Tư? Cả thị tứ đồn ầm ông Năm cải về bỏ quy hoạch cũ thay bằng quy hoạch mới, mở bến và xây phố chợ ở vườn nhà anh Ba Thợ. Em tới hỏi anh có thiệt vậy không? Bậy bạ hết sức. Làm gì có chuyện thay đổi quy hoạch cả một vùng mà dễ như thay áo vậy. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói. Thì cô cứ vô đây uống miếng nước đã. Không lẽ đứng ngoài sân nói chuyện hay sao? Má cứ vô đi, có ngoài này chờ được rồi. Đi. Chuyện thay đổi quy hoạch mới bàn trong nội bộ, chưa được cấp trên phê chuẩn, vậy mà cả làng biết hết rồi. Trời đất, hai thằng Năm Mập hai ốm nó đang rao trước các lô xây dựng tại nhà anh Ba Thợ. Tụi nó còn hù, nếu mà dân Kinh Sáng không đăng ký trước sẽ hết phần ưu tiên giá tình nghĩa. Tại vì dân thị trấn, dân thị xã, thậm chí cả dân Sài Gòn cũng đã đánh tiếng đăng ký rồi. Thằng Hai, thằng Năm là người giúp việc cho anh Năm. Nếu đúng hai đứa tụi nó lộ tin này ra, tôi sẽ đuổi cổ tụi nó. Như vậy đề án quy hoạch mới có thiệt. Sao vừa rồi anh nói không có? Tại vì là kinh nghiệm của tôi thôi. Quyết định chưa cầm trong tay, thậm chí cầm trong tay rồi mà chưa triển khai, thì cách tốt nhất là coi như không có. Chứ không phải tôi muốn xạo với cô đâu. Đúng là lý sự của ông Ba phải. Thú thiệt với cô, lúc đầu nghe Năm cải trình bày ào ào, tôi nghe cũng xuôi tai, có lý. Nhưng khi về nhà nằm nghĩ kỹ lại, tôi thấy có nhiều chuyện nó không xuôi. Trong đó có vụ bà con mình lỡ đầu tư vào đề án cũ quá lớn rồi. Nhưng là chỗ bạn bè thân thiết, bao nhiêu năm mới gặp lại nhau. Ảnh so với mình á cao hơn mấy cái đầu. Ảnh là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, trong khi tôi chỉ là thằng chủ tịch xã, văn hóa cấp 2 bổ túc, lại sắp nghỉ hưu. Bàn lại với ảnh rất là khó, có khi lại mất bạn mất bè. Trời đất, vì vậy mà anh không dám phản đối. Báo cáo chú Mười, đất Kinh Sáng lên giá quá trời. Mày với thằng Năm tung tin về vụ quy hoạch khắp nơi phải không? Thưa chú, tin từ tỉnh và huyện truyền về, tụi cháu chỉ truyền lại, chứ nội dung cuộc họp vừa rồi ở ủy ban, thà chết tụi cháu vẫn không khai. Đồ bà xạo, ông Năm mới lên tỉnh có 3 ngày, còn phải đợi đủ thứ nấc duyệt, làm sao có tin về tới đây được. Từ hôm nay mày với thằng Năm nghỉ việc, khỏi trợ lý gì hết. Thưa chú.
Chào chị. Không dám. Chào anh. Tôi vừa đưa bà già tới ủy ban có công chuyện. Hôm trước ở nhà máy trà làm cho chị giận, tôi rất áy náy, rất mong chị tha lỗi. Hôm đó sau khi chị đi, nghe má tôi la, tôi đã chạy xuồng đuổi theo chị để xin lỗi, nhưng không kịp. Sao anh phải nói dối? Tại sao đã tốt nghiệp đại học, anh lại nhận mình là anh thợ ít học để chế giễu tôi? Ai đã nói với chị? Đúng là tôi đã tốt nghiệp đại học, nhưng do chán ngấy thành phố, đã sinh bệnh vì sự ồn ào, bụi bẩm, phức tạp ở thành phố. Để quên đi tất cả, quên cả việc mình đã từng học hành thành đạt, tôi đã trở về đây với công việc đơn giản nhất, là tìm thấy sự an nhàn thanh thản. Chứ tôi đâu hề có ý chế giễu chị. Mệnh đi khỏi đây ngay tức khắc. Tại sao? Tôi nói thiệt lòng mà. Không phải thiệt lòng mà là siêu dối trá. Tôi mới là người đang nói thật với anh đây, rằng những lời anh đang diễn với tôi chỉ hợp với mấy nàng Marie Sến thôi. Thiệt là quá đáng. Chị sẽ phải trả giá đắt vì đã xúc phạm tôi như vậy. Anh muốn tôi phải trả giá bao nhiêu? Khi thành phố là quê hương tôi, đã nuôi tôi và anh nên người, vậy mà anh dám mở miệng chê bai như vậy? Ủa, tôi có chê bai gì đâu. Anh tự nghĩ lại đi. Và tôi cũng yêu cầu anh từ nay đừng tới chỗ này nữa. Có lẽ tôi chê bai thiệt, nhưng chị càng đuổi, tôi sẽ càng tới đó. Chào chị. Má. Sao má làm việc lẹ vậy? Má đang muốn bệnh về cái vụ quy hoạch cũ, quy hoạch mới đây. Con vô trỏng gặp ai vậy? Con vô tán dốc mà. Tán dốc? Sao mặt mà như lên máu vậy? Má mà hỏi con nữa là con lên máu thiệt đó. Bạn khùng đằng bạn, con khùng đằng con. Tao còn sống, cấm đến nào thay đổi cái nhà này. Thằng hai đâu? Trả xe đạp với đồ nghề cho tao đi làm mà nghe. Tôi đã nói là thằng hai nó lên ủy ban họp về quy hoạch. Họp xong á là về. Việc gì mà ông phải làm ồn lên vậy? Tôi hỏi cái đơn về thùng đồ nghề của tôi đâu? Má con bà thông đồng với nhau, giấu đồ mưu sinh của tôi, là muốn tôi chết phải không? Nè, má con bà muốn đổ thai hay đổ đời gì đó, bước qua xác của tôi rồi hãy đổ gì đổi, nghe không? Đây có phải nhà ông ba thợ không? Có khách tới kiếm ông này nè. Ông bà cần gặp ông ba nhà tôi có chuyện gì không? Tụi tôi thấy vườn nhà ông bà rộng, bỏ không. Tụi tôi muốn ông bà chia lại mấy miếng cho mấy đứa em nó ở riêng. Dạ. Yeah. Đất này từ xưa vẫn là đất cằn. Trồng cây là cây không lên. Nhà phố cũng không tới. Có bán cũng không được mấy. Cho nên nhà cũng muốn bán đâu. Tụi tôi cần mới hỏi mua. Nếu như bà chị chịu bán, tụi tôi mua giá cao cho. Bán miếng đất, có tiền cất nhà lầu ở cho nó sướng. Ai đời thời buổi tất đất tất vàng, đất rộng vậy để không thật là lãng phí. Đúng đó, trong khi nhà mình nghèo như ổ chuột, mình cực con cháu cũng cực theo. Nè, đừng dạy tụi tôi cách sống sướng cực nha. Ổ chuột ổ mèo gì thấy kệ tụi tôi. Người nghèo á có khi tốt người ta cười ha ha, người giàu có khi khóc thầm. Ông bà đây muốn mua một phần vườn nhà mình cho mấy đứa em ra ở riêng mà. Không bán, kéo hết ở đây ở cho thành chuồng khỉ hả? Người nông dân bán đất cũng như bán máu mình, bà biết không? Xin mời các chị đi giùm tôi đi, đi cho tôi nhờ mấy ông nội. Xin anh ba bình tĩnh đã. Đất của người nông dân đúng là máu, nhưng máu chỉ cần vừa đủ thôi, chứ nhiều quá xin huyết áp không tốt đâu. Ông ba, tôi từ thị xã qua sông là tới đây ngay để gặp ông đăng ký hai lô đất ở mặt tiền. Dạ.
Hôm nay mấy người bị ma ám hay sao ạ? Tôi đã nói sáng nay ông cứ cà rà kề rè, có khi mình thành người cuối cùng. Tôi nói có sai đâu à. Lâu lắm rồi tụi em không có tới thăm anh chị. Đây có chút quà mọn biếu anh chị, gọi là tạ lỗi. Chai mặt tên ngàn năm tuổi này em dành cho anh. Còn bộ áo dài lụa tơ tầm thời trang này em dành cho chị đó. Nhưng chị là ai? Tôi không nhớ. Trời đất, chị không nhớ. Hồi mấy năm trước á, em thường mang thóc tới nhà máy chà lúa do chị làm chủ nhiệm đó. Em là Tư C đi mà. Sắp sửa có mấy thằng năm dê mấy chục năm nữa tới. Về không? Hồi anh ba còn làm chủ nhiệm tổ hợp hớt tóc, nhớ không? Tôi là khách thường xuyên. Cũng lâu rồi. Nhưng ông có chuyện gì không? Vợ chồng em tới tư vấn với anh ba. Từ nay tới lúc quy hoạch khu du lịch sinh thái được công bố, anh ba đừng bán một cất đất nào cho ai hết. Chờ đúng lúc cơn sốt tới đỉnh điểm rồi hãy bán. Anh chị là người có phúc nên trời cho ngồi trên đống vàng rồi. Đất này á đã được tỉnh duyệt theo quy hoạch mới thành khu du lịch sinh thái. Tụi tôi quan lớn trên tỉnh và huyện về đây tư vấn cho anh chị làm sao bán được lô đất này với giá cao nhất, không để cho tụi đầu cơ lợi dụng. Nhưng tôi muốn hỏi cô chú, theo đánh giá của cô chú, đất nhà tôi hơn 20 công đất, nếu chờ cơn sốt thì bán cỡ nhiêu? Nếu dưới 100 cây, tôi xin đi đằng đầu. Chú nói sao? Trăm? Trăm gì? Không thể dưới 100 cây vàng. Nếu anh chị để vợ chồng em bao bán, có thể còn hơn nhiều. Quan được. Quan được. Làm gì có chuyện đó. Ông còn nói không tin nữa thôi. 100 cây vàng, vậy là một công trước đây mấy chị, nay dọt lên 5 cây. Dạ, đúng vậy. Khi ở đây biến thành bến đò và khu phố mới, khách du lịch về nhiều. Em dự tính giá đất đó là khiêm tốn. Trúng gió hay sao vậy con? Về. Con lại vừa bị chú Mười đuổi việc. Bác Năm đâu? Bác Năm và thằng Năm Mập lên tỉnh chưa về. Còn vụ quy hoạch, chú Mười nói không thay đổi gì ráo trội, tất cả vẫn như cũ. Thôi tụi em về. Chào anh, tụi em về. Hai, cái đợt gì thông độ nghệ của tao đâu? Không đem ra đây đừng trách tao ác nhân sát đất nha. Con quăng hết xuống kinh rồi, ba muốn giết ba giết luôn con đi. Bản quy hoạch được duyệt sớm như vậy, con chắc chắn chú Mười và ban lãnh đạo xã phải kinh ngạc. Chính tôi cũng kinh ngạc về bài xây sở của cậu. Dạ, con chẳng có tài gì ngoài tài hù, gặp ai á con cũng mượn quay bắt ra. Cửa nào nghe bản quy hoạch của ông Năm cãi đều thông qua cái dẻo. Không kèm theo điều kiện gì chứ? Dạ không, hoàn toàn vô tư. Máy ảnh không rồi mà chỉ gửi đi. Nếu triển khai quy hoạch á, cho mấy anh đăng ký hai lô trên giá gốc, khi nào đất lên giá bán cho mấy anh, như vậy đất không mất đi đâu mà đôi bên cũng có lợi. Dạ nên con mạng cái bất năm biết ngay cho mấy anh đó, thấy chưa, riết rồi á nó xanh loạn hết trơn hết trọi à. Chú á phải kiểm tra lại chuyện này cho tôi, như vậy là không có được. Dạ. Chú đi đâu vậy? Ra đó anh chứ còn đi đâu. Mấy ngày nay cả mấy xã đang nhốn nháo lên vì cơn sốt đất ở nhà ba thợ. Tôi như kiến trên chảo rang.
mất ăn mất ngủ. Làm sao mà nhốn nháo? Lúc học ở xã đã dặn là phải tuyệt mật, còn những ngày lên huyện lên tỉnh, hai bác cháu tôi đi đâu gặp ai, cũng như là hoạt động bí mật, ai lấy cơ sở ở đâu mà tung tin? Tất cả bà con đều nói tin tức về quy hoạch á là từ cái thằng này nè và hai ốm mà ra. Ở nhà tôi đã đuổi cổ thằng hai rồi. Sao chú hấp tấp vậy? Việc tung tin trước gây xáo trộn dư luận rất đáng đánh đòn. Lẽ ra chú phải chờ coi đường đi nước bước của bản quy hoạch tới đâu đã. Nếu bản quy hoạch chưa được duyệt mà đã tung tin thì bỏ tù tụi nó cũng không quan. Nhưng nếu bản quy hoạch được duyệt thì cũng nên nới cho tụi nó một chút. Báo cho chú tin vui, cho tới tối qua bản quy hoạch mới đã có đầy đủ tất cả chữ ký và con dấu. Chú coi đi. Duyệt rồi hả? Sao lẽ dữ vậy? Sao anh hay quá vậy? Tất cả là do sức thuyết phục của đề án quy hoạch mới. Tôi không mất nhiều công thuyết trình mà chỉ nói đề án cũ là đề cao bảo tồn môi trường sinh thái, giữ vài chục công vườn bằng cách phá hủy kiến trúc cảnh quan của một phố cổ còn sống sót. Còn đề án mới là đề cao bảo tồn di tích văn hóa, giữ được khu phố cổ bằng cách hy sinh vài chục công vườn. Mấy anh chọn cách nào? Ủa, sao mặt chú tái đi vậy? Đâu có. Anh Năm. Chào cô Hả. Anh Năm, ba tôi về ra. Ông mới về, đang ở phòng chú Mười á. Bản quy hoạch vừa chưa mà về sớm vậy? Không những xong mà còn rất thuận lợi. Cô Hạ nên tranh thủ dịp này đăng ký mấy lô, chờ đất lên tôi bán cho kiếm ít vốn về thành phố làm ăn. Anh đừng nói những chuyện như vậy với tôi. Mày đặt lập bộ, mày chơi mở. Trước không hiểu thì nay phải tập hiểu đi. Vừa rồi tôi nói chú xử lý hấp tấp với thằng hai là chỗ này. Về nguyên tắc, bản quy hoạch chưa được duyệt mà tụi nó đã tung tin là sai. Nhưng về tư duy kinh tế thị trường là thấy trước bản quy hoạch sẽ được duyệt, tụi nó tung tin trước là tụi nó giỏi. Thú thiệt, nói với chú thì tôi nói mạnh vậy, nhưng lúc lên tỉnh tôi cũng không dám tin mấy anh ở trên có thể bỏ cũ lấy mới lẹ vậy. Vậy là tôi phải thu hồi quyết định đuổi thằng hai ốm lần nữa à? Nó là con cháu mình, chú chấp làm gì? Chú cho con mượn bản quy hoạch. Đây con. Tỉnh duyệt mau hơn thành phố với tốc độ đáng kinh ngạc. Con là thư ký thời đại mà nói vậy lạc hậu quá. Anh Năm nè, hôm trước anh đề xuất đề án quy hoạch mới, tôi hoàn toàn tán thành và tôi tin anh rất vô tư. Nhưng từ khi cơn sốt đất bùng lên ở nhà ba Thợ, tôi ngờ cái chuyện bảo tồn phố cổ của anh chỉ là cái cớ ngụy tạo cho việc giúp đổi đời gia đình ông bà chúng ta. Có đúng vậy không ba? Nếu quy hoạch mới tối ưu hơn quy hoạch cũ, trong đó có tác dụng đổi đời cho nhiều gia đình nghèo như ba Thợ, tôi không sợ ai quy hết. Xong, nếu quy hoạch cũ được thực hiện, người ta cũng có thể suy diễn. Chú đề cao việc bảo vệ diện tích vườn, bảo tồn môi trường sinh thái, tập trung xây dựng khu du lịch ở thị tứ là để che đậy việc tạo thời cơ cho những người giàu có như Tư Hơn đầu tư vốn, khiến người giàu ngày giàu hơn. Chú nghĩ sao? Chú nhớ hồi đó, cũng việc tương tự, chú và tôi bị chính Ngưng phê mất lập trường. Sau đó, chú bị điều đi học không? Có thể là anh có lý. Có thể tôi hữu khuynh thiệt. Hữu khuynh thấy rõ, chứ có thể gì nữa. Thử hỏi, tôi và chú không đứng về phía người nghèo, thì đứng đâu trên cõi đời này? Ba, theo con, quy hoạch kinh tế một vùng
là nhằm mục đích cải thiện kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, sinh thái toàn vùng, chứ không phải nhằm mục đích điều tiết thu nhập nhà chú Ba hay nhà cô Tư. Tôi cũng chịu thua anh về lý rồi, nên nhất định tôi sẽ ủng hộ anh thôi. Riêng việc anh làm tốt cho gia đình Ba Thợ, tôi cũng áy náy. Tôi sợ diễn biến về sau á không theo như ý anh muốn đâu. Chú lấy cơ sở nào mà nói vậy? Tôi sinh ra, lớn lên và bạc tóc ở đây. Còn anh, dù yêu thương mảnh đất này tới đâu, anh cũng chỉ là khách vãng lai thôi. Cha con tôi sẽ sống ở đây đủ thời gian để cùng chú nhìn nhận ai đúng ai sai trong chuyện này. Báo cáo kèm nhiều tin xúc dạo đây. Quay sát thăm chúng ra tòa và bắt đầu khu chỉ định sự sinh tái mới nhất đây. Mua mau mua lẹ, kẻo đứt qua cơn sốt, mất phần may đây. Báo đi bà con ơi, báo đi. Sao nay chị ba con không đi làm? Chị ba nói với lương ở nhà giúp ba và anh hai bán đất. Báo đi, báo mẹ đi. Bán cho cô tờ bản đồ. Báo đi, báo đi, báo đi. Báo mới kẹt cho tin xúc dẻo đi. Đồng, con lấy xe chở mới qua ủy ban liền. Con đang bận. Bận cũng để đó người khác làm. Đặt nước sôi lửa bỏng phá sản tới nơi rồi đi nè. Cháu thông cảm cho thằng Động đi với con qua bên kia nửa giờ nghe. Nhưng đầu cháu đang đầy xà bông. Cục cả con lẫn mẹ, dễ ghét. Con chịu khó đứng đây chờ má nghe. Má cứ vô đi. Anh đã về hả anh Năm? Ủa cô Tư, anh quả quyết vụ quy hoạch này thay đổi, anh sẽ đi bằng đầu. Giờ anh tính sao? Khi bản đồ quy hoạch được thằng Út con anh Ba bán đầy chợ. Bậy quá, bậy quá. Không lẽ những bản đồ này từ trên tỉnh về đây trước cả tôi? Chú cứ tri thằng Út là sẽ ra hết.